Dạ, không biết là chị Hà Bè có phát ra từ sự việc là ý chí và sức mạnh của mình rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và như giờ thì Đăng Huyền xin được kiên chuyển đến với khu vực của Đăng Huyền Viên, là những người mà theo các bạn thí sinh từ những ngày đầu rất là vất vả. Dạ, các bạn thí sinh đã trải qua những thử thách như thế nào thì ba mẹ tử của chúng ta cũng phải trải qua những thử thách như vậy, và đã có những giọt nước mắt, những cái ôm, những giọt mồ hôi. Ngay bây giờ thì Đăng Huyền xin được phỏng vấn Hậu Kỳ Duyên. Hậu Kỳ Duyên cảm thấy như thế nào vừa trình diễn vừa rồi? Có người ạ, xin mời. Mọi người ơi, mọi người thấy chóp người của chúng ta có đẹp không ạ? Cho một chàng vào tay lớn hơn tương ớt không ạ? Ok cả mọi người, thực ra thì Duyên là người, Duyên cũng như là hai người đồng viên bên cạnh Duyên ở đây, là người đã theo sát tất cả các bạn thí sinh ngay từ những cái vòng casting đầu tiên, và cũng đã chứng kiến được sự thay đổi của các bạn qua từng vòng và từng vòng, và đến ngày hôm nay nhìn thấy sự trưởng thành, nhìn thấy sự tỏa sáng của các bạn. Một lòng của đội viên thì mình rất tự hào với tất cả các bạn. Cảm ơn cả các bạn rất là nhiều đã cống hiến cho chương trình Hoa Thể Thao Việt Nam 2022. Xin cảm ơn nghe trợ Kỳ Duyên. Đối với bạn nghe trợ Thúy Vân, Thúy Vân cảm thấy như thế nào? Các bạn thí sinh trong team của mình ngày hôm nay thể hiện có tốt hay không? Có thể là một điểm riêng team của Vân, và tất cả các bạn ngày hôm nay đã rất là, nếu mà dùng một từ, chắc là từ đầu sáng. Thật sự là ngồi đây mình đổi hết da gà, nhưng mà thấy các bạn ở trên sân khấu ai cũng đẹp, ai cũng tỏa sáng hết. Và hôm qua thì cũng đã có cơ hội được nhìn các bạn rất là rehearsal, nhưng mà hôm nay rất là các bạn gọi là tiếp thêm năng lượng rất là nhiều và rất là đẹp. Chúc mừng tất cả mọi người. Xin cảm ơn mentor Thúy Vân ạ. Chị ơi, em thấy chị theo dõi rất là nghiêm túc và rất là chăm chú, thì chị thấy như thế nào với cuộc trình diễn này, có đã tin lưng không? Thật ra thì những cái lời cố gắng từ nãy giờ hai tháng đầu tiên cũng như tất cả giám khảo đã cố gắng cho em rồi. Cảm ơn của ông có ngày hôm nay khi mình ngồi đây, mình cảm thấy được vỡ hòa bởi vì cái sự cố gắng của tất cả em. Đêm hôm nay thì chỉ có một người duy nhất được danh hiệu cao nhất, nhưng mà chị hy vọng rằng có như thế nào đi chăng nữa, nhìn chị nè, chị tham gia rất nhiều cuộc thi, chị chưa bao giờ là giải cao nhất hết, nhưng mà chị vẫn ngồi đây, thì chị hy vọng rằng cái câu chuyện của chị đâu đó sẽ truyền đến cảm hứng của tụi em, tức là chúng ta hãy luôn tự tin, chăm chỉ, trao dồi kiến thức và sẽ luôn luôn gặt hái được những cái thành công trong hành trình cuộc sống của mình. Thank you.
sẽ chỉ có một người đi tiếp. Và đó chính là thí sinh Lê Phương Thảo. Đó chính là phần thi ứng xử dành cho bạn nào.